Rồi nhà vườn thân mày, mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây sam núi bông nha mình. Cây thành phẩm, chì xương rất là già luôn. Cây này nuôi khá là lâu rồi. Cái này, cái thân này cũng là của nó luôn nha. Nó còn mấy cái thân này thì nó là dính 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 liền. Còn cái thân này cũng là của nó luôn, nó dính ở dưới nhưng mà nó tách ở trên. Đó, cái nào mình nói rõ cái đó nha. Đó. Là một cụm của nó luôn. Cụm này thì theo phong cách là xóa thiên nhiên. Đó, tay cành rất là già luôn. Chậu là chậu chậu tàu nha mình. Nó có phối đá thấm thủy luôn. Cụm này là sam núi bông, cụm rất là già. Chì dầm rất là già luôn. Sam núi bông, còn nếu mà mình thích trái mình ghép trái vô thôi. Đơn giản thôi. Rồi, cụm này có mã số là 866. Tổng hoành gốc là 23, cây cao là 35. Đang nằm chậu là 40 x 30 nha. Chậu oval 40 x 30. Rồi, quay vài vòng cho khán giả xem luôn. Rồi, cây này nếu như mình ưng ý thì cứ inbox cho nhà vườn theo số điện thoại là 0911 470 409 luôn nha. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn. Sam núi bông, cây rất là già nha, thành phẩm rồi. Quay 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 thêm cho khán giả xem. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.